Thiếu tướng Paul Kennedy thuộc quân đoàn thủy quân lục chiến Mỹ xác nhận rằng đã có 6 máy bay quân sự Mỹ gồm 2 trực thăng đã đến Nepal vào ngày 2 tháng 5 cùng 100 lính thủy đánh bộ và các thiết bị nâng đỡ. Quyết định này được thực hiện theo một thỏa thuận đạt được với chính phủ Nepal hồi đầu tuần. Lực lượng quân đội Mỹ sẽ giúp quản lý nguồn hàng cứu trợ đến từ khắp nơi trên thế giới đang chất đống ùn ứ tại sân bay quốc tế duy nhất của Nepal, đặc biệt trong việc phân phối nguồn hàng này đến tận tay người bị nạn. Được biết, hàng viện trợ đang chất đầy sân bay này, làm cho sân bay thêm quá tải, không có chỗ cho máy bay đậu. Hiện quân đội Mỹ ở Nepal đã có 4 chiếc máy bay lên thẳng đa năng Osprey cùng 2 chiếc trực thăng và các xe nâng hàng để giúp sắp xếp hàng viện trợ tại sân bay. Nhóm binh sĩ Mỹ, bao gồm cả các chuyên gia sửa chữa đường băng và được trang bị radar di động, sẽ được điều đến 2 sân bay cấp tỉnh ở Nepal để cải tạo chúng thành phi trường, có thể tiếp nhận các máy bay vận tải hàng nặng hoạt động cả ngày lẫn đêm. Thông tin mới nhất từ nhà chức trách Nepal cho biết đã có ít nhất gần 7.000 người đã thiệt mạng vì trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 25 tháng 4 vừa qua.